Xin chào cả nhà mình nha. Chào mừng cả nhà đến với video tiếp theo của mình nha. Không chào chào luôn. Chào cả nhà. Ý sao? Tại anh quen. Vậy thôi, để em biến mặt đi. Là ý anh không cho em nói chứ gì? Không phải. Chừng nào cũng giảm chữ anh nữa à. Chữ anh làm gì? Đâu phải muốn chửi anh là chửi. Em đừng có ăn hiếp anh nha. Ý là mình quen cái câu chào của mình xung câu á cả nhà, cho nên là mình hay nói một hồi là không cho bé Nguyên chào, bé Nguyên chào cả nhà. Trưa nay á, anh em mình sẽ làm một cái món gọi là món này bé Nguyên bày vẽ mình cũng không biết tên gì nữa. Món gì? Gỏi anh. Gỏi gì? Gỏi tay heo với tôm. Gỏi tay heo với tôm là hả? Vậy là cái tên gọi là gì hả? Thì hồi sáng thì em Nguyên có lên thực đơn cho mình đi chợ, mình mua xong hết rồi. Giờ đây hai anh em chuẩn bị làm để làm món gỏi, mời cả nhà mình nha. Món gỏi này thường là làm có nguyên liệu là cái gì không? Thì hồi sáng em có nhắn tin anh đó là chủ yếu rau. Mua mấy cái này không anh? Rau thấy thơm, gì không à? Rau thơm với lại... Ủa sao em sao thấy rau thơm? Hư không mà em ghi rõ ràng. Rau thơm cộng... Anh thấy thơm không mà? Rau thơm! Vô hèn chi cái này mua cái này làm gì? Lát anh ăn luôn ơi. Rau thơm cộng cái này. Rồi đu đủ thì nhà em có rồi, càng lấy anh đứng nghe anh bỉ xuống. Vậy là rau thơm nữa hả? Ừ. Trời ơi, thiếu rau thơm làm sao đây? Rau thơm mà anh thấy chữ thơm không mà em giờ coi tin nhắn lại coi. Giờ em ăn cái gì nè, anh lúc nào anh đọc tin nhắn em cũng thiếu hết á. Vậy là thiếu rau thơm với còn mấy cái khác là đủ phải không? Em cự anh đúng mà, cho nên anh nói em ăn hiếp, không phải em ăn hiếp anh đâu, do anh sai mà. Sai chờ lát em coi tin nhắn lại coi. Tức quá, đi lấy liền luôn nè. Lát đi. Chứ anh nhớ là anh coi trong tin nhắn là thơm mà ta. Lúc nào anh cũng coi tin nhắn em thiếu hết á. Mà em ghi nguyên hàng nè, em không dám cách luôn, em sợ anh lộn. Rau thơm cộng cà rốt cộng chanh cộng ớt cộng tỏi cộng. Vậy mà đọc sao thiệt hết chứ. Vậy là chủ yếu là đu đủ không? Dạ đu đủ với lại rau thơm cho nó thơm. Tại mình thích ăn gì mình làm đấy hả? Không có rau thơm rau khác được không? Lát em lấy rau thơm hồi sáng em mua trong con cá. Vậy hả? Tưởng mấy lấy rau khác. Còn không lấy bứt ngọn cốc non á. Hả? Được không? Ví dụ như em giả bộ em hỏi rau gì vậy? Rồi sao anh gầy em gì nữa? Anh có trôn được đâu. Ê, anh á tưởng không có rau thơm anh lấy rau khác thì em giả bộ em hỏi là rau gì? Không. Nhà em nghiêng có một cây đu đủ rồi cả nhà. Ủa có xoài không? Có anh, xoài cá lạng. Ý là có làm xoài không á? Không mua hả? Anh muốn ăn thì lấy cái bành để riêng ra, còn như vụ tùy mình nè. Ủa vậy ha? Chỉ là đu đủ thôi hả? Đu đủ gì mà rầy dữ trợn. Đu đủ nhà anh đâu có rầy đâu ta. Vô gần táo gần nghiên. Cây xoài nè anh. Đu đủ nhà anh đâu có rầy đâu, đu đủ nhà em nghiêng rầy không. Rầy không rồi cả nhà ơi. Đu đủ nhà anh đâu có rầy gì đâu. Nhà anh có mấy cây đu đủ bữa em thấy không ta? Trái đã. Gọt luôn phải không? Anh cắt cái đầu cho nó chảy mũ anh. Bữa nay món này em Nguyên đạo diễn nha cả nhà. Nguyên sẽ chỉ đạo hết nha, đu đủ hùm luôn. Còn phụ gì nữa không anh phụ cho? Không không, anh gọt này nè. Đây. Gọt cái gì? Đó, gọt đó. Rồi luôn tay trái cả nhà ơi. Tay trái gọt, đây. Để mai em đặt cái gì? Mình tay trái á, là cả nhà ơi, mình tay trái là mình sẽ gọt từ dưới mình gọt lên này. Đó. Thấy không? Tay trái là gọt từ dưới gọt lên. Mà khi mà mình không có cầm cái cán, mình cầm cái mũi thì mình sẽ gọt từ trên gọt xuống nha cả nhà. Mình cầm cái mũi thì mình gọt từ trên gọt xuống. Nhưng mà tay đu đủ này nó bị eo á. Tay trái nhiều khi nó bất tiện đủ thứ cả nhà. Dao kéo. Rồi. Nó vô nó lục cá tiếp. Ôi. Đi. Đi. Dao kéo đồ mình
cầm tay trái nó bắt tiện ghê. Đánh nó ra, nó ăn hết xong cá rồi kìa. Miêu quánh mạnh đi. Chết mày. Chết mày, chết mày, chạy. Chạy. Bỏ ra luôn rồi chứ, để đó nó vô nữa à cô à. Bé à. Nhưng mà bây giờ để anh cao chứ, để đó nó vô nữa. Ở đây ấy phải không? Cứ lấy con tay đang dơ này. Mình gọt tá đu đủ cả nhà mắc cười luôn. Cho nó ăn chứ. Cá nữa. Nó ăn. Nó ăn đâu. Em thấy anh múa dao hay lưỡi mực mực nghe. Thấy không? Quá điêu luyện luôn, tay trái nhưng mà cũng chuyên nghiệp em, chứ không phải giỡn đâu. Chẳng qua là anh gọt tay trái nó ngược chiều thôi chứ. Coi. Ở đây anh em mình có vừa luộc xong một cái tai heo này cả nhà. Đây, cả nhà coi. Tai heo này mình mua ở dưới chợ sáng rồi về lên luộc luôn á. Hôm nay mình sẽ làm món gỏi. Sao? Có chuyện gì? Làm gì luộc tôm hả? Luộc tôm. À, các em để cho luộc nha. Em luộc đi. Cái này làm chưa? Cái này chưa làm thì để qua. Nửa ký hả? Nửa ký anh mua một hồi sáng là mình nghĩ sao cả nhà mình sợ thiếu. Lấy cái ghế ngồi để con mồi. Hồi sáng là mình sợ thiếu mình mua tới một ký tôm cả nhà. Rồi em Nguyên làm nửa ký hả? Nửa ký. Sợ ăn lắm. Bây giờ cái này cắt sao đây? Anh cắt mỏng mỏng ra. À, thái mỏng sợi sợi nó phải không? Mở ta. Anh không có mở. Khúc nào mở anh bỏ lại đi. Nhiều mà. Anh cắt cái tay trước. Tay trước hả? Dạ. Gỏi tay heo hả? Dạ. Được không ta? Chứ hồi đó giờ anh đi ăn cứ anh có ăn không? Ít khi ăn lắm. Anh ít khi nào anh ăn gỏi rồi. Anh chỉ thích ăn gà quay rồi hả? Ờ, ra có món gà bó xôi, gà gà chiên mắm đồ, ăn à, mấy cái đó nhanh lắm. Bữa nào em cho anh ăn gà bó xôi bên em, bên dịch vụ ông ba thử nha, ngon lắm. Ủa có à? Có. Nhưng mà em thấy ăn ở đâu kiểu xôi ra xôi, gà ra gà. Ừ. Nhưng nó không có, nhưng mà để bữa nay em đưa. Sao xôi ra xôi là gà, có nghĩa là mình bó xôi ở. Bó xôi vô, nhưng ở mà. Ở ngoài con gà luôn chứ. Nhưng mà gà với lại cái kia nó đều mềm. Chứ không phải là nó cứng, nó rời rạc. Khi anh biển ra là nó rời rạc. Bữa nay ấy anh ăn thử. Có nghĩa là gà bên chỗ ba em á hơn. Ừ. Bên dịch vụ á, ta làm á. À, dịch vụ ba em làm á, chung á hơn. Dạ. Có nghĩa là con gà là làm sao? Là mình bó vô cái xôi luôn. Đúng rồi. Xôi bó gà lại. Đúng rồi. Còn có chỗ người ta là gà riêng. Không, cũng bó xôi luôn. Nhưng mà khi anh biển gà ra là nó xôi thì nó cứng. Chỉ còn bên dịch vụ của ba em là nhét xôi vô bụng gà. Hay làm sao? Anh cay em cũng vừa vừa chứ. Thì bên em khác cái gì? Y như vậy à. Y như vậy à. Nhưng mà bữa nào em cho anh ăn. Ừ. Chung gà chiên là đồ anh phát. Nói về gà là anh... Hẹn cho anh kêu rủ quay gà miếp. Ừ. Sáng anh tính mua gà nữa rồi chứ. Sợ em ngán. Gà hoài à. Gà có nấu nhiều món mà. Anh chưa mời khán giả gà chiên mắm sốt mà. Đúng rồi, gà chiên mắm thì được. Gà chiên mắm không anh sốt vô. Bữa nào đi làm gà chiên mắm. Ngày mai anh đi núi nữa. À, chừng nào anh đi núi xong anh về mới làm tiếp. Đi núi em không hỏi thăm đâu nha, đừng nhìn điện thoại chứ mất công. Đâu anh đâu nói em đâu. Anh nói là
không có ai quan tâm á, không ai hỏi thôi chứ còn. Vậy tính ra người bên anh không có. Hoặc là vô tâm. Chứ còn anh đâu nói em đâu. Em hỏi nhiều khi công việc em lu bu hay đâu hỏi làm gì. Mà em hỏi anh không. Thì hỏi thì cũng được ha, nhưng mà em nghĩ là anh vô đó không có sống có hỏi cũng như không. Ừ. Cho nên ở nhà hỏi mà có liên quan cái gì thì em tự. Ừ. Nãy tôm còn sống luôn anh. Có à? Đó. Em đâu dám luộc đâu. Sao vậy? Có anh nêm gia vị được luôn á, em thử một con thôi. Ừ, để em xíu ạ. Anh hồi nãy anh nêm gia vị rồi vô tôm hết rồi đó. Tôm là chẳng qua làm gỏi mình xé thôi chứ thật ra mình ăn vỏ luôn mới đúng. Có vitamin V. Vitamin V là cái gì? Vỏ. Vitamin vỏ. Mệt luôn á. Vitamin V, vitamin vỏ chứ mình vậy. Cái này còn người ta gọi là protein. Anh ăn mà bữa nào mẹ anh mà nấu gì rồi không có thịt không có cá nói ủa mẹ hôm nay không có protein nè. Mẹ hỏi protein là gì? Protein đó. Không phải hỏi chữ. Thế mày mẹ tự ăn, kiếm ăn đi. Xong anh mới nói là thịt cá. Tính ra chính là sắc đúng không? Sắc gì? Sắc không à? Hử? Nói chuyện sắc á. Sắc là sao? Nói chuyện hài á. Ừ. Em thấy nói chuyện hài không? Hài. Thấy vậy á. Nhưng mà... Hôm qua em chưa thấy anh nói điên nữa. Nói điên thì chắc chắn cũng gớm lắm á. Ai biết. Nãy giờ là Minh với lại Nguyên chuẩn bị khá là lâu quá cả nhà. Đấy, giờ bây giờ là đang xếp ra mâm sẵn. Cả nhà coi tô nước mắm Minh làm nè. Cả nhà thấy không? Nước mắm tỏi ớt mình làm để mình trộn gỏi ha. Hết luôn không anh? Hết luôn không? Sao? Nhiều ấy là nhiều nữa không? Hả? Hai lần lát mình để ăn bỏ luôn. Thôi bỏ đi ra đi. Tại mình cắt nhiều quá nha. Còn bị dưa chua của anh nữa kìa. Đổ nước ra đây luôn. Chén đậu phộng đúng không? Ừ. Mới cái này anh bỏ một bên đi. Đậu thơm á. Đậu thơm, lá cóc. Lá cóc, ủa cái này già bỏ. Dạ. Đậu thơm, lá cóc nha cả nhà. Để qua đây, đấy. Một mâm anh em mình bố tí rất là dễ thương luôn cả nhà. Đầy đủ màu sắc luôn ha. Anh thích ăn này hả? Này. Đậu phộng nó cứ ướt trên đúng không? Dạ. Rồi bỏ vô, anh thích ăn nhiều chua. Ớt nữa này, mình gấp đủ ớt để đây nữa. Xong rồi anh em mình sẽ kiếm một cái view mát mát, anh em mình ngồi mình ăn bánh tráng, mời cả nhà mình nha. Quá hấp dẫn ha. Ớt sợi thôi. Đưa mấy cái ly qua. Mấy anh em mình ra vườn táo nha. Lâu rồi không có ra ngồi cái view ngồi vườn táo cho cả nhà coi. Bữa nay ra vườn táo ha. Cả nhà thấy mát mẻ hơn. Bây giờ là anh em mình sẽ bắt đầu trộn cái mâm gỏi nha. Em pha giờ ra ngồi chơi với anh em tụi mình. Gỏi hôm nay anh em mình làm là kiểu cây nhà lá vườn nha cả nhà. Mình thích ăn gì mình trộn nấy. Đây, mời cả nhà mình cùng xem thử cái mâm gỏi của anh em tụi mình. Ở đây anh em mình làm thì có gì ăn nấy đâu cả nhà. Đấy, bây giờ đu đủ cà rốt rồi cũng nhiều ha. Mắm là anh rưới vô luôn không hay là sao? Rưới vô trộn dạ, luôn hay sao? Rưới vô luôn ha. Đó, mình sẽ rưới mắm vô luôn cả nhà. Anh em mình chỉ có tay heo với lại tôm thôi. Đấy, cho bé Nghiên với lại bé Pha trộn nha. Mình rưới mắm. Được, anh phải quá hấp dẫn cả nhà ơi. Rồi khi nào thiếu thì bỏ vô thêm. Ok, đấy, nhiều đó được không? Đó.
trộn lên y bài. Protein anh thấy có hơi ít không ta? Còn như nhà anh. Rau hơi nhiều á. Trộn rau trước hả? Kiểu gỏi mình làm đủ màu sắc nhìn đẹp cả nhà. Tại vì mình làm nước mắm mà mình cảm thấy món này chắc mắc mắc á. Ngon không nước mắm thôi. Rau thơm rồi, nãy ít quá hơn, anh quên mua chứ. Em lượm lại được con mớ của em tự mua. À. Bởi vậy mua nhiều nhiều tí ngon hơn á cả nhà. Chẳng hấp dẫn, đậu phộng rồi nữa nha. Cái này mình trộn vô xong rồi tí nữa mình rưới vô, mình rưới đậu phộng lên nữa. Đấy, cả nhà thấy không? Một cái mâm gỏi ở nhà mình tự làm, mình thích ăn gì mình trộn nấy, hấp dẫn không cả nhà? Tí nữa anh em mình xúc bánh tráng với lại cái món gỏi này nha. Mấy trái táo em để trước mặt anh Chi không biết. Ăn này á, lấy chén miệng. Anh ăn no thôi, lấy anh ăn này được. Nhưng mà ở cả nhà mình để trước mặt mình là không ăn, mình không chịu được cả nhà. Giờ là táo ăn ngọt anh. Táo cuối vàng nó ngọt lắm. Bao ngọt luôn. Ngọt. Táo ngọt. Bữa là nó ngọt ngon. Kiểu khác, bây giờ nó ngọt kiểu khác. Đã. Rồi anh, em thử đi. Em đưa đậu phộng lên đi. Thành em phải về này chứ nghe. Ôi. Về này chứ. Coi chừng, coi chừng. Cẩn thận nha. Ủa có 2 ly nước à hả? Dạ đây đây em có. Rồi. Dạ. Anh em mình uống xịt tin. Uống xịt tin đỏ cho may mắn. Xì xì. Đồ, của mẹ tiếng gì vậy? Tiếng gà gáy hả? Này hay dữ quá. Lâu lâu sổ tiếng nước ngoài rồi đúng không? Này nói chuyện người nước ngoài á. Để em cho nói cho anh nghe. Đúng 12 giờ trưa gà gáy luôn cả nhà. Tại sao vậy ta? Giờ này là giờ linh á. 12 giờ trưa đứng bóng gà gáy luôn cả nhà, anh em mình ra ngồi ăn luôn đúng 12 giờ. Nhưng bây giờ em ở dưới kia 12 giờ thì cái lo nghe nhạc nhưng mà tự những nó báo thức được sao nó nó la gì mà la, em đâu có dám giống đâu. Không mà em linh sợ. À? Kêu mày qua mày lấy đi, mày tắt đi. Tiếng đêm nửa đêm là em không nước giờ. Chưa pha? Dạ đây em có vô. Rồi. Nè, mời cả nhà mình nha. Dạ, vô cả nhà. Khai vị miếng nước anh em mình mời cả nhà mình. Mời cả nhà. Lên. Đây à. Lên món. Bánh tráng. Mỗi ngày mỗi video đều mỗi món ăn khác nhau. Cả nhà ơi. Cả nhà mình xem video của mình là sẽ được chiêm ngưỡng và cũng không được ăn. Không được ăn chỉ được nhìn thôi. Chỉ mỗi ngày cả nhà mình sẽ được nhìn những món khác nhau. Rồi anh em mình làm thì có người thì sẽ tăng cân và có người sẽ xuống cân. Giống như mình là mình làm ẩm thực mình lại bị xuống cân, mình không có tăng cân cả nhà ơi. Trừ khi nào mà mình ví dụ như mình phải ăn mà phải ăn nhiều kìa, ăn liên tục 2-3 bữa một ngày, đồ một ngày ăn phải liên tục nhiều ăn bữa phụ đồ anh ăn khuya ăn đêm đồ anh mới mập. Cho mình ăn thất thường anh. Quay ăn thất thường. Đúng rồi. Rồi, vô mời cả nhà mình nha. Đấy, nước mắm còn nè, có muốn ấy thì bỏ vô. Ai ăn mặn thì chấm. Quá hấp dẫn luôn, cả nhà coi thấy cái mâm này mình làm là rất là đã nha. Đấy, cả nhà thấy không? Bây giờ là em Nguyên đang gấp protein cho mình cả nhà, không gấp rau gì hết vậy. Rau vô chứ. Khi nào anh ăn anh lấy thêm. Đó. Rồi, cảm ơn em. Rồi mấy em bỏ mười nguyên chén đi. Mời cả nhà mình nha. Món này mình xúc bánh tráng mình ăn gì không? Dạ. Wow. Anh tưởng đâu là phải ăn gì cũng được để coi thứ vừa ăn không nha cả nhà. Bỏ quá nhiều luôn rồi. Thì đó em kêu quá ít thôi. Quá nhiều. Coi mắm đậm chưa anh Trang, thêm mời cả nhà mình nha. Mời cả nhà. Ở đây có dưa chua nữa nha. Mời cả nhà. Vừa ăn à?
chưa? Trời ơi. Nó to hơn cái miệng. Này phải có nhiều rau thơm nữa mới ngon. Ừ. Thiếu rau thơm. Rau thơm. Bị quên rau thơm cả nhà. Có thêm nước mắm không? Anh ăn thấy dừa chưa? Em mà thấy dừa rồi đó. Ai ăn mặn đổ thêm xíu. Như vậy thì dừa. Nhưng mà mình muốn đậm thì thêm thôi. Đây mình sẽ kẹp bánh tráng mời cả nhà mình nha. Đây em Caramel sẽ quay cho mình ăn một miếng, mình mời cả nhà mình. Đây là gỏi. Cả nhà xem qua video không biết có hấp dẫn hay không, chứ mà mình ngồi đây mình ăn mình thấy món này rất là hấp dẫn nha cả nhà. Đấy, có tôm, có tôm, có tai heo, rau gỏi đu đủ anh em mình cuộn vô á cả nhà. Đấy, đây mời cả nhà mình nha. Mời cả nhà. Tai heo hả? Làm ăn trễ à? Bữa nay sớm nhất hình như anh coi 11 giờ bác. 12 giờ gà gáy nãy giờ mà. Nói ra tranh thủ nhưng mà cuối cùng cũng... Mình làm lúc mấy giờ ta? Lúc anh đi chợ qua là 9 giờ 13. Quá mà, 9 giờ 13 nữa. Em canh mà, tại anh chậm quá em phải canh. Rồi mình bắt đầu mình chuẩn bị mình nấu nữa là... Tới giờ. Tới giờ luôn hả? Đúng 12 giờ đó. 12 giờ luôn. Anh khói ăn cái dưa chua. Trộn gỏi có dưa chua vô anh khói à. Như dưa chua nằm bên kia. Ừ. Bên đó. Ừ. Quá giòn luôn. Giòn quá. Gỏi mình làm ra ăn liền á, nó ngon. Còn anh để lát nó hơi ê, ăn dở. Để mà nó bị mềm lại á. Đúng rồi. Tôm hay ít hả? Ít hả? Em đủ tôm anh ăn hay? Anh mua 1kg mà. Anh sợ thứ ít. Nhiều ký à? Cái này... Cái gì ta? Ngó sen hả? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, có ngó sen đó. Có ngó sen ngon hả? Ngó sen anh thấy ăn cũng ngon lắm. Cái ra món này mình dễ làm. Như ví dụ mình làm gà xé rồi nó cũng ngon. Biết không? Biết làm không? Dạ biết chứ. Gỏi gà xé hả? Dạ. À. Gỏi gà xé. Chưa, là... đừng có nhắc tới gà. Gà. Đừng nhắc tới gà. Không ăn cái này mà cứ nhắc gỏi gà xé là trong đầu anh là bắt đầu anh suy nghĩ. Lát nữa anh ăn gà. Cái này, anh ăn cái này mà có mùi gà nữa giờ. Bữa giờ có hái táo không em? Bữa giờ mẹ em hái. Bỏ chợ, dạ. Ít quá, tụi em không bỏ. Rồi chiều lên nó mẹ hái cho anh 20kg nha. Có. Anh thì có mà. Táo nhà em nghiêng gần hết rồi. Phải nói là hết chứ còn gần thì nữa. Hết. Còn trái chút chút không à cả nhà. Nhưng mà táo này thì nó bao ngọt luôn à. Bao ngọt luôn, dạ, túi vàng không em? Dạ, anh hái trái xanh cũng ngọt luôn. Dạ, ở nè anh ăn nè. Như vậy là hái đi ngon rồi nè. Bỏ chợ á. Ừ. Cho người ta thích ăn táo kiểu mà cuối vàng vậy đó, ngọt á. Ừ. Nhỏ nhưng mà ngọt là được. Chùa hái 20kg. Gửi đi Phú Yên. Rồi xem hết mỹ rồi, mỹ nó có. Ừ. Còn, nhưng mà ngày hôm qua thì táo đẹp hơn. Hôm qua hả? Dạ. Nếu mà hái anh hái ngày hôm qua là táo đẹp hơn. Còn giờ cũng được chứ không phải là xấu đâu. Ủa có cái này cái gì vậy? Đồ chua anh. Đồ chua của anh á. Trái sú á. Trái sú người ta bào. Người ta cái cắt ra cái cuốn á. À trời ơi. Tưởng là ngó sen. Mừng thầm. Tưởng là ngó sen cả nhà.
không mua hết ngó sen mà giờ lột sen mới ngọt với nhau. Hình như sen đó chứ không? Phải không? Sen trắng tâm lý. Mời cả nhà mình. Một miếng này là mình sẽ làm vô một cái... Nếu em ăn vậy không hết đâu. Hả? Nó nãy em làm bự quá em mắc nghẹn mất quá. Thử cho anh, thử cho khán giả coi nè. Vô hết luôn nha. Cả nhà ơi, mình phải làm một miếng đầy đủ gì mới ngon nha cả nhà. Ừ, lên dùng Bảo Lâm. Bò này giống như Bảo Lâm. Nãy em làm cái mắt của anh. Em Nguyễn Hào em nói cái mặt, cái miệng anh giống Lê Dương Bảo Lâm. Đẹp mà. Những khán giả trên kênh đang kêu em giống vợ Lê Dương Bảo Lâm không? Không. Kênh anh nói là sâu rồi, hồi trước cũng có nhiều người nói nhưng mà hả? Nhiều người nói đi xuống Quang Đen xong người ta nói ủa sao như này giống Quỳnh Quỳnh nè. Nhưng cái Quỳnh Quỳnh là ai? Xong người ta nói, em cũng không biết. Mà xong để mình lấy hình về vợ biết Lê Dương Bảo Lâm hả coi. Biết bả không, những cái lúc mà live stream là em thấy mộc mạc thì giống mình. Chứ còn khi mà bả trang điểm lên thì mình đâu có trang điểm đâu mà giống người ta được. Vậy không? Cái lúc mà bả live stream đồ anh biết làm sao mà giống không? Cái miệng bả chứ. Nó nhọn nhọn chím chím như em. Để mình cho coi thử vợ Lê Dương Bảo Lâm nha cả nhà. Không biết chị ấy có... Cũng bình thường à. Với lại bé Nguyên có giống nhau chỗ nào mà sao cả nhà kêu là giống không biết nữa. Không có sống điện thoại từ từ. Quay vào đây phát cho khán giả coi. Em quay mặt vô ống kính coi. Em quay mặt vô ống kính coi. Đây cả nhà coi rồi có giống không? Nhìn vô ống kính đừng nhìn anh. Cả nhà coi này có giống không cả nhà? Cường cái nữa nè. Có giống đâu. Để xa xa ra cho khán giả thấy mặt em Nguyên nữa cả nhà. Đấy. Có giống đâu cả nhà. Cả nhà kìa. Nè. Đây là vợ của anh Lâm nha. Anh Lâm Lâm Bình Dương. Anh Lâm Đồng Nai. Cho em so sánh. Rồi đó. Đâu có thấy giống, giống gì đâu. Giống. Giống. Nghĩ sao giống trời. Vài nét giống ha. Giống bả bé này nè. Chứ này miệng bả nói hay chúm chím. Anh coi like của bả hàng ngày anh biết à? Anh đâu có coi đâu. Anh coi. Em hay coi của bả. Thì chị Quỳnh bả bán đồ quần áo mà. Bữa nay làm đủ thứ hết anh à. Vậy không? Bán nước. Còn bữa nay mới mở thêm. Không mà phải công nhận là chị Quỳnh giỏi. Giỏi. Chị Quỳnh vợ của anh Lâm giỏi cả nha. Cho nên chị lúc nào cũng mộc mạc vậy đó. Đúng rồi. Nhưng mà giỏi lắm. Cứ không có sửa soạn không? Cứ tảo tần làm đủ thứ vậy đó. Mặc đồ 35.000 bộ luôn. Mà cái Nguyên thì cả nhà này mình nói giống rồi mình không có quen nhìn á, mình không nhận ra. Không biết có giống chỗ nào. Nhiều người lắm. Em vô em mua vô shop mua đồ mấy nhân viên hay nói, nhưng mà em không nói giống đâu. À, lên cái ơi. Chúc mừng về cái sự giống này. Không. Không biết có giống không. Giống em phải biết em muốn giống gì không? Giống giỏi như chị Quỳnh. Đủ sức để làm như chị là giỏi, làm cả ngày luôn à. Chính là có sức. Anh đêm cũng bán nước. À. Bán trà sữa, trà tắc đồ anh à. Cái món gỏi nè. Một mâm này, ăn không... Bốn anh em mình ăn không hết nữa. Không hết. Cho nên anh kêu làm nữa em nữa, ăn không hết. Thảo đừng buồn nha. Để giờ bữa mình tặng cho con gói đi. Mời xuống nhà miếng bánh nha. Xuống massage da mặt. Xuống chăm sóc mặt cả nhà. Biết Nguyên bữa giờ quay phim với mình cái bị kiểu như quay rồi nắng á. Con da con gái mà kiểu dễ bị nám cả nhà. Ăn nắng. Do em. Em mới có thoa kem chống nắng à? Không. Em mới đặt mà chưa xong nữa. Gì hả? Tại em sợ hàng không có chính hãng á. À. Em lại không thích vậy. Bởi vì anh con hàng trai dù cho anh có đen có xấu sao không được, chứ mấy em con gái quay với anh là nắng đen thấy cũng buồn cả nha.
Do biết tại sao không chị, là chị bà không dùng gì, do tại bà không bước ra đường. Ừ. Em không có đấy. Chị không có ra đường đâu. Cho nên kêu ai kêu mày em trang điểm em biết đường. Hả? Sơn xíu môi thì em sơn được, mà kêu vỉ lại ơ lại a rồi là không thua á. Biết đường. Ơi, anh tin mà có một lần mà đám cưới, mà kiểu mà đám cưới trong nhà mà kiểu mà đi trước á, là nhóm họ á, xong rồi chị bác kêu làm biến đi ra tiệm trang điểm, bác kêu em trang điểm cho bả mà không biết làm gì hết á. Em không có nghi nhà trang điểm gì ha. Rồi nè, bữa mình đi núi về là tính nha, xuống đó cho nó giặt cái mặt em lột dạ. lột da này thay da khác chứ. Do em ít đi ra đường anh, ra nắng á, chứ nếu mà mình đi ra nắng thì nó, như anh thì nó sẽ không nổi đâu. Anh tiếp xúc quen. Còn do hồi đó vậy em nghĩ thôi. Sao vậy, cái mặt anh nó không còn cái chỗ nào luôn á. Đâu có nổi tàn nhang gì nhiều đâu. Sao không nổi? Da con trai nó khác. Với lại anh nó quen, anh quen cái mặt anh nó đen thôi, chứ thật ra anh không có mụn gì đúng đâu rồi, nhưng rồi. Mà mặt anh nó đen thôi. Đúng rồi. Em đây cũng vậy nè, bây giờ có thả em ra nắng nó cũng vậy, chứ nó không đen nữa. Chứ em mà ra nắng là nó bị nổi đồi mồi tàn nhang anh. Em nổi đầy luôn á. Vậy không? Cổ bữa nay em cũng nổi mà nổi đỡ. À. Nè. Thì thôi về bữa đi. Dạ, anh về rồi. Xuống có bánh. Hỏi cho con gói đi. Tôi tính ra không, em thì đúng là có làn da bánh mặt. Em là đây thì anh tìm em cũng mụn có mà. Da bị phà chắc. Da bị phà chắc, cả nhà thấy vậy chứ da trắng yếu lắm. Đúng rồi. Da đen đen chứ mà chắc. Như anh rồi thấy không, anh đi riết anh nắng anh đen, nhưng mà không hiểu sao anh dễ bị ăn nắng lắm. Anh đi bữa anh đi núi có 2-3 bữa mà anh về da mặt cũng tróc hết luôn. Đúng rồi. Em thấy phải không? Nắng quá. Em thấy nó tróc á, mà anh xuống Sài Ba hả, nó làm mà nó lắc đầu mà. Nó làm cái mặt anh, nó nói trời ơi, kiểu như là nó bị kiểu như thay da. Bị nặng luôn á, kêu gì á? Táp nắng. Kêu là bị nặng luôn. Xong làm xong kêu anh này về chịu khó đi làm á, bôi kem chống nắng vô. Nhưng mà em mà dùng hàng xà lơn là lên là bị nổi mụn liền. Chẳng hạn em xài hàng chính hãng. Da chị dị ứng. Da em dị ứng kem lắm. Gì không? Chị anh nghĩ nhiều khi mà đâm kêu chị đâm mắm á nha. Mà chị đâm kiểu mình đâm nhẹ nhẹ em không nói, mà lỡ mà văng một xíu cái gì, hoặc là dính tay hay là không có sạch một tí mà lỡ dính trên mặt thôi. Là nó nổi đỏ rồi nó sưng lên liền à. Da kỳ lắm. Hồi bữa em đâm mắm nè, em thấy anh làm gì vậy, em sợ. Anh làm lâu á, em vô đâm mắm cũng đâm là ngon ghê. 3 cái xong bỏ đó luôn. Văn đây đỡ nóng thôi, em liền bỏ qua bên. Cành vàng lá ngọc. Giờ bươn trải rồi. Hết là lá ngọc rồi. Hai chị em một trời một vực luôn. Trái ngược, trái ngược hoàn toàn luôn. Nhưng mà pha đi không đeo khẩu trang không? Em đi vậy chuỗi chuỗi vậy luôn nè, em đi vậy. Em nói ủa sao đi mà không em mang khẩu trang ngồi vô. Giữ được khúc nào giữ chứ. Mà nó cũng không đen anh à. Đen nó à. Nhiêu đây là nhiêu đây luôn. Có về bữa anh đi núi về tính đi nha. Nhắc đi nha. Óp một bữa nha. Mời hai chị em nha. Hai chị em xuống dưới đó vô mấy nhỏ xì bà đè ra đắp mặt nạ luôn. Mát cái mặt lại. Hôm nay mình thấy bị ăn nắng đen rồi đó. Tuy là chị làm spa chị chăm sóc phát cho nó cũng ta. Đen lại. Phát thì nó đen sẵn rồi, nó vô anh nó đen rồi. Nó đen sẵn rồi, nó ở biển. Qua biển là phải đen rồi. Mà biển nó đen sẵn rồi. Sao? Mà biển mười mấy năm nay hết đen luôn. Giờ nước biển nó hết lên rồi nè. Muối. Ngon không? Ngon à. Ngon bé cháy luôn. Ăn ấy. Ngon, ăn hết bánh chén. Mình review mình ăn được nhiêu đó rồi cả nhà, không ăn nhiều. Cho nên bởi vậy người ta nói làm ẩm thực mập chứ thật ra mình làm ẩm thực mình đâu có mập đâu. Nhiêu đó à? Ăn nhiêu đó vậy. Con bánh này ăn ngon lắm. Em ăn đi. No. Ủa sao hai chị em không ăn nữa à? No. Giờ xong. Là mình phát luôn á. Để mình phát xử luôn á. Ăn hết rồi. Chó. Ăn anh em kể luôn. Em kể anh nghe câu chuyện hôm qua em với chị em nằm nè. Cái chị em lướt ở đâu em biết đâu, chị kêu pha cua hồn đế nè. Có à? Mua cho anh. Mua mời anh Minh đi. Nhưng mà ở Sài Gòn. Nhiêu ký? Nhưng mà hàng đông lạnh ấy xong em hàng đông lạnh kêu thôi. Hàng tươi đâu ra. Có chứ. Có hàng tươi. Nhưng mà hàng sẽ gửi nó gửi về. Nếu mà anh mua ở trong cái gì đảo hải sản á. Nhưng mà đều gửi, em không biết có gửi xa được hay không, mà do tại vì người ta ở Sài Gòn á, thường thường người ta giao trong thành phố kiểu mà 1-2 tiếng á. Là người ta giao hàng sống. Còn như mình thì mình ở xa quá thì con đó nó bỏ vô thùng xốp anh. Xong bỏ cục đá gì á vô nó về tới đây còn chị, không chị nhưng mà bao nhiêu ký em không biết cái đó thì em không biết hôm qua em coi kia đông lạnh để coi
anh không dám hứa nhưng mà chắc chắn anh em mình sẽ có một bữa tôm hùm. Hả? Thèm lắm rồi. Chị em lướt tới chứ. Và hỏi gì ạ? Cua hoàng đế nè, mua mời anh Minh đi. Cái em hỏi ủa ở đâu? Cái kêu Sài Gòn mà hàng đông lạnh, em kêu hàng đông lạnh mà hàng nó dở, không ngon. Thịt nó kiểu mà nó bị teo. Do hồi bữa anh nhớ bữa ở trên hồ á, anh nói chứ cái càng cũng được á. Em muốn đáp ứng cho anh đủ nhu cầu. Nhưng mà hàng đông lạnh, nếu mà hàng tư em ráng mua cho anh cái hết luôn. Hai chị em 2 ngày tự nhiên cái thức tới 3-4 giờ sáng. 3:30 á. Cái đang chờ. Hôm nào lãnh lương đi. Nha. Hôm nào lãnh lương anh em mình làm bữa tôm hùm nha. Anh thích là nướng phô mai nha. Em cũng thích như vậy. Dạ. Yeah. Nó ngọt lắm. Ờ. Nướng nó ngọt lắm. Nó còn giữ đủ á. Phải xỉ ra xong rồi biết phô mai lên không? Nên mình ăn làm tiệc ăn mừng bữa. Trời. Chứ bây giờ chờ cô biết thằng nào. Biết em thích gì không? Em thích anh lãnh đút bẹt xong rồi. Làm gì? Mình thích vậy. Mang đi rửa không? Đúng rồi. Đi ra mừng nhật nè, nhảy. Ủa cho anh nhảy. Cho anh cho anh thích nút bẹt à? Thích chứ. Vậy sao em còn nôn anh nữa. Em nôn hả? À, còn lâu lắm ơi, còn 30 mấy ngàn người. Ba mấy ngàn này bữa nay kéo lên rồi đó. Gần 6-7 rồi đó. 30 mấy ngàn người. Gần 6-7 là ừ. Dạ, 6-7 à. 6-7 còn tới 33 ngàn người nữa. 33 từ từ anh sẽ coi. Còn lâu lắm. Lâu nhưng mà cũng trong năm nay à. 2 tháng nữa. Đồ người khoáng à. Tại anh biết sao không? Biết sao mà em nhắm nói vậy không? Sao? À, bữa nay em đi đâu á, xong hỏi ủa mày với ông đó là cái gì vậy? À. Sao anh mày anh ruột mày hả? Tại họ Huỳnh đó. Họ Huỳnh á. Cái xong nó hỏi ủa anh ruột hả? Gì hả? À, xong em nói đâu có đâu. À. Xong hỏi là ủa rồi làm như vậy rồi sao mà biết anh? Rồi sao mà làm với anh? Nói tóm lại là mấy hỏi nhiều lắm không? Còn bà cô dưới trường á. Ừ. Mấy đứa nhỏ học sinh đi ra không? Ô, anh ơi! Con lấy điện thoại miệng con coi cô cả đêm. Xong nói, có fan rồi. Xong nói, ủa vậy hả con? Xong kêu, dạ, con bữa nay con mới thấy cô nó cầm tay rồi nó nắm chân rồi nó làm gì với luôn. Mới làm mà đi đón cháu đi học về là ủa, mẹ của cái Duyên quay phim rồi hả cô? Rồi cô, mấy cô dạy ở trường á cũng ra hỏi cho nên em nói chắc là cũng có coi nên mới biết. À. Chứ còn nếu không coi thì cũng không biết, thì em nghĩ là vậy. Bé Nghiên giờ quay video của mình là nổi tiếng luôn nghe cả nhà thấy không? Thì vui đâu lắm. Ai cũng hỏi hết. Vui lắm. Có rất là nhiều người thắc mắc Bé Nguyên là gì của Minh á, nhưng mà Minh đã nói rất là nhiều lần rồi. Bé Nguyên là hàng xóm với Minh, anh em qua chơi quay video chung với nhau. Bé Nguyên là họ Huỳnh, Minh cũng họ Huỳnh luôn. Cho nên là nhà Bé Nguyên á là dưới nhà Minh là cùng họ hả? Cùng em là Huỳnh Nguyên hả? Thì vậy ấy. Sao anh cứ nói chung là kêu Huỳnh Nguyên đi cả nhà, tại vì chữ lót không thích hả? Ừ. Không thích chữ lót nên cần kêu Huỳnh. Hồi đó cái hà nó em nói thiệt luôn á. Hồi đó ở Việt Nam mình kiểu mà hồi đó hồi xưa người ta hay đặt tên hay thị đó. Hồi đó ông ba ông ba ai có thị hết. Đi nhậu xong rồi về bị gấp cục đá ra tới chỗ đó hô tới đó thằng khai tới đó. Huỳnh Thị Nguyên. Huỳnh Thị Nguyên. Còn đây là Huỳnh Thị Mỹ Dung. Bích Dung. Bích Dung. À. Tự nhiên vậy à? Huỳnh Thị Bích Dung, Huỳnh Thị Nguyên. Thị à? À. Còn Minh là Huỳnh Tấn Minh, cho nên là mấy anh em cùng họ với nhau cả nhà ơi. Một điều cả nhà mình thấy khá là bất ngờ. Nhưng thật ra còn nhiều bất ngờ nữa, nhưng mà cả nhà mình thắc mắc nhiều thứ lắm, nhưng mà thôi để cả nhà mình cứ thắc mắc. Còn có nhiều đó là nhiều người mà gặp em nè là nói ủa nó dòng họ nhà kiểu mình nói anh á là kêu là ủa dòng họ nhà em hả, kêu sao giống mày vậy, là kiểu người ta nói giống em. Cả nhà mình còn một điều bất ngờ nữa là anh em mình là anh em họ đó. Ê, lỡ nói rỡ thôi để về anh cắt rồi. Cách để không gì thì từ từ nữa, nó còn từ từ lỡ nói rỡ sao. Kể thôi. Mà Bé Nghiên bây giờ là nhiều người biết nha, nổi tiếng nha. Ngày nào TikTok em cũng có người đó. Gì hả? Rồi Facebook bữa nay cũng lắng sang Facebook là kiểu bên kia em không có trao, em không biết trao á. Gì hả? Xong hồi bữa anh bày em chỉ vậy thôi, thì em chỉ đăng những cái clip nhỏ nhỏ em anh vui làm clip đồ á. Cái xong bây giờ lắng sang qua Facebook rồi hỏi bên ba rồi nè. Gì hả? Rồi sang hồi tối. Dữ nha. Nhưng mà hình như đâu cạnh bên anh sao á. Ừ. Ngày bữa nữa là anh đi núi nữa.
mình chuẩn bị đi núi nữa nha cả nhà. Bây giờ anh em mình xin phép nha, video khá là dài rồi cả nhà. Còn để cho em phát ăn thoải mái còn rất là nhiều luôn, anh em mình cũng không có ăn nổi nữa. Thì cả nhà mình xem video của anh em mình thì cả nhà yêu quý anh em mình thì nhớ like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Để anh em mình cũng hóng quá, với Nguyên được cũng hóng nước bạc quá. Tự nhiên anh thì anh không, em biết anh có nôn anh không chứ? Anh cũng nôn nhưng mà công việc của anh nó như thế nào thì anh biết rồi. Thật ra là cái nước bạc thì mình nôn mình cũng mong chờ dữ lắm nhưng mà không phải mình muốn là có liền đâu. Đúng em. Rồi, đúng, đó em biết là cả một cái quá trình dài đó. Cho nên cũng hy vọng là cả nhà mình sẽ luôn yêu quý anh em tụi mình và xem video nhớ đăng ký kênh để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Mà cả nhà mình phải nhớ là xem quảng cáo ủng hộ anh em tụi mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.